Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 5201 nhập ma đạo mà Tử Hoàn nói không phải là ma quỷ trên ý nghĩa truyền thống. Thời kỳ cổ xưa, chỉ có duy nhất một vị ở Hoa Quốc được gọi là ma, thật ra chỉ có một mình Sivu. Nói cách khác, thứ mà Tiêu Chính Văn bước vào là con đường giác ngộ thông qua chiến đấu, con đường này cũng giống như con đường mà Sivu đi, mà ở các thế hệ sau Sivu còn có một tên gọi khác là chiến thần cổ đại. Tức là con đường mà Tiêu Chính Văn đi hiện giờ là con đường có thể biến ý chí chiến đấu và sát khí thành sức chiến đấu và cảnh giới. Nếu một khi con đường này được Tiêu Chính Văn đi qua thì sẽ làm đảo lộn nhận thức của mọi người về con đường võ thuật. Cậu muốn đi vào ma đạo, ngoài Sivu thời cổ đại ra, dù là Hoa Quốc cổ đại hay chư thiên thần giới cũng chưa ai có thể đi qua được con đường này, Tử Hoàn nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Chính Văn. Phụt, Tử Hoàn vừa dứt lời. Một dòng máu chảy ra từ khóe miệng Tiêu Chính Văn. Thấy thế đám người Tử Hoàn càng thêm chắc chắn cho dù thế nào Tiêu Chính Văn cũng không thể trở thành Sivu thứ hai. Lúc này cơ thể Tiêu Chính Văn đang bị ý chí chiến đấu vô tận và sát khí tẩy sạch, cảm giác này như có hàng ngàn côn trùng gặm cắn người anh, mỗi một tấc da đều truyền đến cơn đau đớn. Lúc này mọi người ở bên dưới cũng đều nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt ngờ vực. Rõ ràng cậu Tiêu chỉ còn một chút nữa là có thể đột phá rồi, tại sao còn, lẽ nào cậu Tiêu còn định áp chế tu vi và cảnh giới của mình vào lúc này sao? Rốt cuộc cậu Tiêu đang làm gì thế? Không ít người đều thắc mắc như thế, chỉ là người có thể nhìn thấu mọi thứ lại chỉ có mấy người. Dù cảnh giới của bọn tôi có giảm xuống nhưng cậu vẫn chỉ có một mình, chỉ một mình cậu có thể thắng được nhiều người thế này sao? Huống gì bây giờ cậu đã bị thương nặng, đánh nhau với bọn tôi. Cậu cũng chỉ có con đường chết. Đám người Tử Cống thấy khóe miệng Tiêu Chính Văn chảy máu thì đắc ý bật cười. Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ đáp lại đám người Tử Cống bằng một nụ cười lạnh như băng, ai sống ai chết không lâu nữa sẽ biết thôi. Nói rồi khí tức quanh người Tiêu Chính Văn bỗng thay đổi. Một luồng sáng màu đen bắn ra từ bên ngoài cơ thể Tiêu Chính Văn, một luồng khí tức như đến từ thời cổ đại bỗng thức tỉnh trên người Tiêu Chính Văn. Đó là, Thanh Liên sửng sốt khi cảm nhận được khí tức đó. Ông lão thiên tinh cũng nhìn ra chút sơ hở, không dám tin trợn to mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Thánh nữ Tử Doanh bên cạnh ngờ vực hỏi, khí tức trên người anh Tiêu là sao thế, sao lại có cảm giác khiến người ta sợ hãi nhỉ? Cô từng nghe nói đến chiến thần cổ đại Sivu chưa, Thanh Liên nói. Sivu, Tử Doanh cũng hít khí lạnh. Chương 5202 đó là ma vương có tiếng ở thời kỳ cổ đại. Khí tức trên người cậu Tiêu giống hệt với chiến thần Sivu thời cổ đại. Sivu có thể biến ý chí chiến đấu thành cảnh giới, biến sát khí thành sức chiến đấu, nếu hoàng đế không có huyền nữ giúp đỡ cũng không phải là đối thủ của Sivu. Mà bây giờ con đường cậu Tiêu đi chính là con đường của chiến thần Sivu, lấy chiến đấu làm đạo. Nghe nói thế, tất cả mọi người, ngay cả thánh nữ Tử Doanh cũng đều kinh ngạc. Cùng lúc đó khí tức quanh người Tiêu Chính Văn ngày càng mạnh, từng luồng sáng màu đen hiện ra, Tiêu Chính Văn bỗng tung ra một quyền. Cú đấm này không hoa mỹ mà ngược lại vô cùng bình thường, như một người bình thường đánh bừa một quyền, thậm chí không cảm nhận được khí tức của cường giả. Tử Cống cười mỉa nhìn Tiêu Chính Văn tung ra đòn tấn công, thậm chí còn xem thường không thèm né tránh, để mặc cho cú đấm của Tiêu Chính Văn đánh về phía mình. Ông ta nghĩ đòn tấn công này của Tiêu Chính Văn còn chẳng thể phá vỡ được canh khí bảo vệ của ông ta chứ đừng nói là đánh ông ta bị thương. Còn đám người Tử Hoàn cũng nở nụ cười chế giễu, cú đấm vô lực yếu ớt như thế cũng muốn đả thương một cao thủ chuẩn thánh cấp 2. Đúng là người ngu nói mớ. Nhưng ngay khi mọi người nghĩ đòn tấn công này của Tiêu Chính Văn không thể làm Tử Cống bị thương thì một âm thanh cực lớn bỗng vang lên. Thoáng chốc trời đất thay đổi. Cả người Tử Cống bị văng ra xa. Nói đúng hơn là cả người ông ta như bị một sức mạnh vô hình đá văng, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, mắt thường không thể nhìn rõ. Phụt, Tử Cống đã văng ra xa cách đó 100 dặm nhưng vết máu mà ông ta phun ra vẫn còn dừng lại giữa không trung, vẫn chưa rơi xuống. Chỉ điều này thôi cũng có thể nhìn ra tốc độ của đòn tấn công này mạnh thế nào, đã vượt khỏi sự phân biệt của mắt thường. Đến khi cả người Tử Cống văng ra như viên đạn, Thiên Kiếm Thánh Quân mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Cú đấm của Tiêu Chính Văn thật ra không chậm, ngược lại là vì tốc độ của Tiêu Chính Văn quá nhanh, ngay cả các cao thủ ở cấp bậc của họ cũng không thể nhìn rõ được nắm đấm của Tiêu Chính Văn.
mà những gì họ nhìn thấy chỉ là quyền ảnh lúc Tiêu Chính Văn tung đòn tấn công, hay còn gọi là tàn ảnh. Thế nên mới có cảm giác chậm như rùa. Chuyện này, sao có thể? Tử Dư không dám tin nhìn Tiêu Chính Văn, đòn tấn công của anh rõ ràng không hề chạm vào tử cống. Hơn nữa đến giờ Tiêu Chính Văn vẫn còn đứng ở tư thế tung quyền. Dầm, quyền ảnh của Tiêu Chính Văn bỗng biến mất, đến lúc này mọi người mới nhìn thấy Tiêu Chính Văn đã chắp một tay sau lưng, kiêu ngạo đứng giữa không trung. Cậu thế mà lĩnh ngộ được ma cảnh, Tử Hoàn không dám tin nhìn Tiêu Chính Văn. Chương 5203 gương mặt ông ta hiện lên vẻ kiêng dè, có thể nói đòn tấn công này là đòn tấn công chứng đạo của Tiêu Chính Văn, cũng dự đoán trước Tiêu Chính Văn đã chính thức bước vào ma đạo. Cậu nghĩ lĩnh hội được lấy chiến đấu làm đạo thì cậu có cơ hội thắng sao? Tử Cống chẳng qua chỉ là người yếu nhất trong số bọn tôi thôi. Vừa dứt lời, Tử Dư ra tay với Tiêu Chính Văn. Hai bên vừa lao vào đánh nhau thì bước vào giai đoạn gay cấn, cuốn sách cổ đại trong tay Tử Dư đập thẳng vào đỉnh đầu Tiêu Chính Văn, giống như một ngọn núi trực tiếp đè xuống. Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ hơi giơ tay lên, một sức lực đáng sợ đỡ lấy cuốn sách cổ đại đó ầm. Cuốn sách cổ đại bị đứt làm đôi khiến Tử Dư tê cả da đầu. Đó là cuốn sách thánh nhân ở thời kỳ cổ đại, đừng nói là ông ta, ngay cả Khổng Khưu còn sống cũng không thể làm nó hư hại. Nếu không cũng sẽ không bị Khổng Khưu lấy làm vũ khí rồi phân phát cho đệ tử trong tông môn. Nhưng cuốn sách cổ đại cứng như kim cang lại bị một cái giơ tay nhẹ nhàng của Tiêu Chính Văn đánh thành hai nửa, điều này vượt qua nhận thức của Tử Dư. Không đúng, người này có vấn đề. Thiên Kiếm Thánh Quân nhíu mày, ông ta cũng cực kỳ quen thuộc với cuốn sách cổ đại, dù ông ta cố sức đánh một kiếm ra cũng không thể làm cho bảo vật này bị tổn thất chứ đừng nói là vung tay. Mau giết cậu ta. Cổ Vạn Giới cũng nhìn ra được vấn đề trong đó, Tiêu Chính Văn quả thật quá khủng khiếp, cậu ta mới ở cảnh giới chuẩn thánh cấp 1, chưa đột phá mà đã có sức chiến đấu đáng sợ như vậy, nếu cho cậu ta thêm thời gian thì chắc chắn cậu ta sẽ là mầm mống hậu họa lớn. Vừa dứt lời, Cổ Vạn Giới, Cụ Tổ Diệm Thiên và Thiên Kiếm Thánh Quân ra tay cùng một lúc. Tử Hoàn và mấy người Tử Dư cũng đều đánh về phía Tiêu Chính Văn. Bảy cao thủ cảnh giới chuẩn thánh cùng lúc bao vây Tiêu Chính Văn, nhưng Tiêu Chính Văn lại kiêu ngạo đứng giữa không trung như thiên tiên. Chúng chẳng biết xấu hổ gì cả, lần lượt lên đánh đã đủ mất mặt rồi, bây giờ lại còn bao vây giết một mình Tiêu Chính Văn. Những người ở vùng ngoài lãnh thổ đều hận đến nghiến răng, nhưng chẳng thể làm gì được. Bây giờ là thời khắc mấu chốt của sinh tử, phong độ cao thủ, cao ngạo của thánh nhân gì đó đều là chuyện nhảm nhí. Trong mắt họ giết được Tiêu Chính Văn mới là chuyện quan trọng. Lịch sử đều do người thắng cuộc viết nên, Tiêu Chính Văn mà chết, cả địa cầu đều không tồn tại được nữa, còn những người đến xem hôm nay cũng sẽ biến thành tro tàn, ai mà biết được chuyện xấu của họ. Cổ Vạn Giới vung tay lên, một kiếm quang đánh thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Kiếm ý này nhanh như chớp, xuyên qua vũ trụ, không có cách nào né được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 5204 kiếm ý đáng sợ quét sạch mọi thứ, ngay cả ánh mặt trời cũng có thể bị chém đứt. Đòn tấn công này của ông ta đáng sợ hơn đòn tấn công của Thiên Kiếm Thánh Quân trước đó nhiều, vì không thể đỡ được kiếm ý này. Cùng lúc đó Thiên Kiếm Thánh Quân cũng ra tay. Một thanh kiếm lớn màu cổ đồng xuyên qua vũ trụ, vô tình đánh về phía Tiêu Chính Văn từ một hướng khác. Cụ Tổ Diệm Thiên há miệng phun ra một ngọn lửa bổn mạng, ngọn lửa màu xanh lam bổ sung cho hai kiếm khí, tạo ra hai bức tường lửa. Ba người hợp sức tạo ra một đòn tấn công đủ để hủy diệt mọi thứ, dù là một hành tinh nhỏ cũng có thể bị hủy diệt trong tích tắc. Tiêu Chính Văn lại không có ý né tránh đòn tấn công này. Có thể nói bất kỳ ai khi đối mặt với đòn tấn công đáng sợ này cũng chỉ nhắm mắt đợi chết. Đám người Tử Hoàn lần lượt ném ra cuốn sách cổ đại trong tay, vô số uy lực chặn lại tất cả đường chạy của Tiêu Chính Văn. Bảy người hợp sức đánh ra một đòn tấn công, mục đích chỉ là muốn giết chết Tiêu Chính Văn chỉ trong một đòn. Họ nghĩ dù Tiêu Chính Văn đã lĩnh hội đạo chiến thần nhưng dù sao anh mới vừa lĩnh hội, vẫn chưa thể đạt đến cảnh giới của chiến thần Sivu. Hơn nữa cường độ của cơ thể cũng không thể so được với Sivu, bây giờ chính là lúc Tiêu Chính Văn yếu nhất, phải nhân lúc này hành động. Bỏ lỡ thời cơ tốt nhất này, dù muốn giết Tiêu Chính Văn nữa cũng khó như lên trời.
Dù sao năm đó hoàng đế cũng tốn sức ba bò chín châu, cộng thêm sự giúp đỡ của huyền nữ Cửu Thiên và Phong Hậu, cùng với kiếm trảm thiên phục ma do sát mẹ tạo ra mới có thể giết được Sivu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, xung quanh Tiêu Chính Văn bỗng xuất hiện một màn sáng màu vàng khác hẳn với lúc trước, khi màn sáng này xuất hiện như thể cách cả nhiều thời đại, lại như thể mở ra một cảnh cổng đi đến một không gian khác. Dù thế, da của Tiêu Chính Văn cũng bắt đầu nứt ra, dù sao sức lực này quả thật quá mạnh, đối mặt với đòn tấn công đáng sợ này, nếu đổi thành người khác thì có lẽ cơ thể đã tan biến. Thấy Tiêu Chính Văn chỉ có thể miễn cường chống đỡ, ánh mắt Thiên Kiếm Thánh Quân lóe lên hai luồng sáng, nghiến răng nói, Tiêu Chính Văn, cậu không nên lĩnh hội ma đạo trước mặt bọn tôi, tiếc là cậu không có cơ hội trưởng thành rồi. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã lâm vào đường cùng, nhưng càng ở trong tình cảnh như vậy, anh lại có thể trải qua cảm giác chiến đấu cuồng nhiệt. Mỗi khi gặp nguy hiểm, ý chí chiến đấu của Tiêu Chính Văn càng nâng cao. Từ khi Tiêu Chính Văn có được Thiên Sơn Thư Lục, tất cả đối thủ anh phải đối mặt đều quá tầm thường, có thể nói, những đối thủ đó hoàn toàn không phải đối thủ của Tiêu Chính Văn. Cho đến lúc này, anh mới cảm nhận lại được cảm giác chiến trường đẫm máu này. Hơn nữa trong nguy hiểm thường có cơ hội, cục diện nguy hiểm này khiến Tiêu Chính Văn nhìn thấy một cơ hội. Giết, Tiêu Chính Văn gầm lớn, thanh giáo dài liệt long màu đỏ phóng ra. Chương 5205 bùm, một quả cầu ánh sáng tỏa ra khắp bầu trời. Tiêu Chính Văn cũng không ngừng lùi lại phía sau cùng với làn sóng công kích mãnh liệt. Kiếm khí của Thiên Kiếm Thánh Quân cũng lập tức phá vỡ trận pháp không gian của Tiêu Chính Văn, một ngọn lửa xanh tấn công vào lưng Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn đánh trả bằng một cú đấm va chạm với ngọn lửa xanh lập tức bùng phát một sức mạnh đáng sợ, chấn động như sao trời vỡ nát. Bùm, một luồng ánh sáng trắng tỏa ra mọi phía, trong nháy mắt đã phá hủy mọi thứ xung quanh. Sức mạnh đáng sợ này đã vượt xa phạm vi nhận thức của con người. Nhưng sau đòn tấn công đáng sợ như vậy, cảnh giới của Tiêu Chính Văn lại không ổn định, thậm chí còn có dấu hiệu yếu đi. Lúc này, người có con mắt tinh tường đều nhìn ra Tiêu Chính Văn muốn dùng cảnh giới chuẩn thánh cấp 1 để đấu với cao thủ chuẩn thánh cấp 2, cấp 3 thậm chí là cấp 5, đúng là mơ mộng hão huyền. Tiêu Chính Văn, bây giờ nhận thua thì may ra còn có cơ hội sống sót. Mặc dù Tử Cống đã mất quyền trục thượng cổ, nhưng khí thế vẫn không hề suy giảm, một đạo uy lực thánh nhân đã có thể trấn áp thiên địa. Sau lưng ông ta, những tia ánh sáng thánh khiết chiếu rọi đại địa, hư không xung quanh cũng lần lượt sụp đổ. Đòn đánh lén của Cổ Vạn Giới và Cụ Tổ Diệm Thiên suýt chút nữa đã đánh trúng Tiêu Chính Văn, nếu Tiêu Chính Văn không tung nắm đấm đó, e rằng lúc này đã bị chém làm đôi. Chênh lệch cảnh giới giữa hai bên quá lớn. Nếu chỉ cách một hai cảnh giới nhỏ thì có lẽ Tiêu Chính Văn vẫn có thể chống đỡ được, nhưng dù sao đây cũng là cảnh giới chuẩn thánh, chênh lệch đến 5-6 cảnh giới. Đòn tấn công và kinh nghiệm chiến đấu của đối phương cũng vượt xa những cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ trước đây, đặc biệt là Thiên Kiếm Thánh Quân vô cùng hung hãn, gần như có thể phá vỡ kết giới không gian trước mặt Tiêu Chính Văn trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Cổ Vạn Giới cũng nhân cơ hội tấn công, kiếm khí quẹt ngang bầu trời phóng tới. Tiêu Chính Văn hơi nghiêng người, thanh giáo dài liệt long màu đỏ phóng ra một góc khó đỡ. Rầm, lại một tiếng nổ lớn vang lên, đun sôi vô số dòng sông phía dưới trong nháy mắt. Vèo, Cổ Vạn Giới không ngờ Tiêu Chính Văn lại có thể tránh được đòn tấn công toàn lực của ông ta. Ông ta là cao thủ chuẩn thánh cấp 5, còn Tiêu Chính Văn chỉ là chuẩn thánh cấp 1. Điều đó chỉ chứng tỏ rằng đạo cảnh của Tiêu Chính Văn cực cao. Thậm chí đã vượt xa cao thủ chuẩn thánh cấp 7, nếu không, với trạng thái bây giờ của Tiêu Chính Văn, chắc chắn không thể đỡ kiếm vừa rồi của ông ta. Hơn nữa, sau khi Tiêu Chính Văn đỡ đòn của Cụ Tổ Diệm Thiên, rõ ràng là kiệt sức, ông ta cũng nghĩ Tiêu Chính Văn không còn lực đánh trả cho nên mới chém nhát này. Chương 5206 nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn vẫn còn sức mạnh đáng sợ như vậy. Hơn nữa thanh giáo dài liệt long màu đỏ vô cùng mạnh mẽ. Mũi giáo có thể phá hỏng mọi thứ, không thua kém gì Hạng Vũ năm xưa. Điều này không thể tin được, không ai có thể tiếp được đòn vừa rồi khi đã kiệt sức, không chỉ vậy, Tiêu Chính Văn còn có sức mạnh đánh trả. Nhưng Cổ Vạn Giới cũng là lão quái vật đã sống chục nghìn năm, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, thấy mũi giáo phóng tới, ông ta vội vàng giơ tay lên, vô số kiếm hoa nở rộ. Vô số kiếm khí đã hòa vào một chỗ trong nháy mắt. Sau đó đâm thẳng vào mũi giáo kia.
Keng, cùng với tiếng va chạm kim loại, vô số tia sáng trắng chói mắt tỏa ra ngàn dặm. Lúc này, Tiêu Chính Văn lao đao, anh còn chưa kịp thu chiêu lại, tử hoàn đã đập mạnh vào giữa lưng anh. Thấy đòn đánh lén của ông ta, mọi người đều há hốc mồm. Bàn tay sắp chạm vào giữa lưng của Tiêu Chính Văn đã bị anh chặn một cách nhẹ nhàng. Bùm, lại một tiếng vang lớn nổ ra, sức mạnh của hai bên vô cùng đáng sợ, một lần nữa va chạm kịch liệt khiến cả bầu trời rung chuyển. Tiêu Chính Văn nhìn sát khí xung quanh, dùng lực hút mạnh, vô số sát khí lập tức biến thành sức mạnh vô biên, nâng sức mạnh của Tiêu Chính Văn lên một tầm cao mới. Sức mạnh điên cuồng không ngừng tăng lên, ngay cả cơ thể của Hạo Thiên cũng không thể chịu đựng được nữa, làn da nứt toạc, máu không ngừng tuôn ra. Mặc dù vậy, Tiêu Chính Văn vẫn bước trên hư không, lao về phía Tử Dư. Phía sau lưng anh, một đạo huyền quang xuyên thấu trời bay lên, giống như vị thần giáng thế. Một đòn tấn công này đủ để cho Tử Dư tê dại ra đầu. Nhưng Tử Dư còn chưa kịp phản kích, bóng dáng của Tiêu Chính Văn đột nhiên biến mất, giây tiếp theo, anh đã xuất hiện sau lưng Tử Dư. Tử Hoàn định đánh lén Tiêu Chính Văn từ phía sau, nhưng không ngờ một luồng khí tức chết chóc đột nhiên ập tới. Tử Hoàn né sang một bên theo bản năng, nhưng bóng dáng của Tiêu Chính Văn lại biến mất, giây tiếp theo, một trưởng ấn đã xuất hiện sau lưng Tử Hoàn. Tử Hoàn vội vàng né tránh, mặc dù tránh được đòn này, nhưng Tiêu Chính Văn lại đấm vào vai trái của ông ta. Phụt, chỉ một cú đấm đã khiến xương vai của Tử Hoàn vỡ vụn, phun ra một ngụm máu, cả người bay lên, đập nát một ngọn núi phía sau. Cảnh tượng trước mắt khiến Thiên Kiếm Thánh Quân kinh ngạc. Vừa rồi Tiêu Chính Văn còn bị bao vây, sát khí uy hiếp khắp nơi. Nhưng bảy người họ liên thủ không những không thể đả thương Tiêu Chính Văn, mà còn khiến Tử Hoàn suýt chút nữa mất mạng. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ chứng minh kinh nghiệm chiến đấu của Tiêu Chính Văn không thua kém gì những lão quái vật này, điều này thật không thể tin nổi. Chương 5207 dưới tình huống như vậy, Tiêu Chính Văn không hề bỏ chạy, cũng không hề chống đỡ, mà là không ngừng tấn công bọn họ. Bản tính này đáng sợ đến mức nào? Sau khi vai của Tử Hoàn bị Tiêu Chính Văn đấm nát, đám người Tử Dư cũng tung đòn tấn công dày đặc như mưa về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lúc này đã tiêu hao hết sát khí xung quanh, khí tức cả người cũng giảm xuống. Đám người cổ vạn giới cũng lợi dụng khoảng trống này để thiết lập trận pháp vạn cổ để bao vây Tiêu Chính Văn. Giết, Tử Cống cũng phẫn nộ hét lớn, gia nhập vào đoàn chiến. Cao thủ chuẩn thánh ra tay không hề do dự. Chỉ cần hơi bất cẩn cũng sẽ đứng bên bờ sinh tử. Tử Hoàn đang bị thương cũng cố gắng chịu đựng, xông về phía Tiêu Chính Văn. Giữa trời đất, vô số sợi tơ dày đặc trói chặt Tiêu Chính Văn tại chỗ như con chim sơn ca vướng vào mạng nhện. Tiêu Chính Văn, hôm nay cậu nhất định phải chết. Tiêu Chính Văn không chỉ bị sợi tơ vô hình trói chặt không thể nhúc nhích, mà còn vì cú đánh vừa rồi, da thịt khắp người đều bong ra. Cơ thể của anh không thể chịu đựng được sức mạnh đáng sợ này, bắt đầu lìa ra. Vô số đòn tấn công hủy diệt trời đất đánh về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này, đối mặt với đòn tấn công hợp lực của bảy vị cao thủ, ngay cả Mã Vương gia cũng khiếp sợ. Ngay cả nhân vật lớn mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu nổi đòn tấn công này chứ đừng nói đến Tiêu Chính Văn đã hao hết sức lực. Huống chi lúc này khí tức của Tiêu Chính Văn đã không ổn định, đối mặt với tình thế chết chóc này. Căn bản là không còn cách cứu vãn. Phá, lúc mọi người đều cho rằng Tiêu Chính Văn sẽ chết thì Tiêu Chính Văn hét lớn. Sát khí đáng sợ tạo thành vòng xoáy khổng lồ xung quanh Tiêu Chính Văn, âm thanh rồng gầm rung chuyển cả 9 tầng mây. Một bóng hình khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, cắt đứt tầng tấc sợi tơ dày đặc. Toàn thân Tiêu Chính Văn được bao bọc trong luồng ánh sáng đỏ thẫm, đó chính là ma đạo mà Si Vưu tu luyện, cũng là chiến đạo mà người người khiếp sợ. Tinh thần chiến đấu vô hạn hóa thành sức mạnh hữu hình, dường như Tiêu Chính Văn đang chuẩn bị cho đòn cuối cùng. Bùm, bỗng chốc, khí tức của Tiêu Chính Văn tăng lên, lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức chết chóc cận kề, lần lượt lùi về phía sau. Chương 5208 cậu ta đã kiệt sức rồi, không thể cho cậu ta thời gian hồi phục. Cổ vạn giới hét lên với Thiên Kiếm Thánh Quân. Giết, cụ tổ Diệm Thiên tung đòn tấn công. Cả bầu trời hóa thành biển lửa màu xanh, rơi xuống. Tiêu Chính Văn ngước lên nhìn bầu trời đầy lửa xanh, trong mắt chỉ có sự kiên định và quyết tâm. Vụt, thanh giáo dài liệt long màu đỏ bay ra,
va chạm với ngọn lửa xanh đầy trời. Lực đạo này quá mạnh mẽ, khiến cơ thể Tiêu Chính Văn gần như sụp đổ. Nhìn thấy trên người Tiêu Chính Văn có vô số vết thương sâu tận xương, Tử Cống chế nhạo, cậu ta xong đời rồi. Cùng lúc đó, Thiên Kiếm Thánh Quân cũng ngừng tấn công, ánh mắt của mấy người họ đều đổ lên người Tiêu Chính Văn. Nói cách khác, bây giờ bọn họ không cần tấn công Tiêu Chính Văn nữa, với tình trạng bây giờ của Tiêu Chính Văn, cơ thể của anh sẽ bị phân giải trong chốc lát. Diệt thế lôi kiếp, Tiêu Chính Văn dùng chút sức lực cuối cùng để gầm lên. Bùm bùm bùm, mây đen đột nhiên bao phủ bầu trời, ánh điện dày đặc như cây đại thụ đan xen giữa mây đen. Diệt thế lôi kiếp, anh Tiêu đang làm gì vậy? Phát động diệt thế lôi kiếp thì cả địa cầu cũng sẽ biến thành cho bụi. Lúc này, mọi người đều nhìn Tiêu Chính Văn trong hư trong với vẻ khó hiểu. Có thể nói, từ trước đến nay chỉ có Phục Hy thời thượng cổ sử dụng diệt thế lôi kiếp. Một đạo diệt thế lôi kiếp đã khiến các loài khủng long và nhiều sinh vật cổ đại khác tuyệt chủng, biến thành cho bụi ngay lập tức. Tiêu Chính Văn lúc này lại triệu hồi diệt thiên lôi kiếp bằng một tiếng gầm. Tiêu Chính Văn đang liều mạng để bảo vệ Hoa Quốc. Lúc này, Võ Thí Thiên nhìn lên bầu trời, khe khẽ thở dài. Hừ, diệt thiên lôi kiếp, cậu hy sinh bản thân chỉ vì lũ kiến này sao? Cậu làm vậy không đáng. Tử Hoàn nghiến răng nghiến lợi quát lớn. Trong lòng mấy người Tử Hoàn, hoặc có thể nói tất cả con cháu nhà họ Khổng, mọi thứ đều phục vụ cho việc tự bảo vệ mình, không thể hy sinh bản thân vì người khác. Lúc này Tiêu Chính Văn lại hy sinh chính mình để bảo vệ cho người dân Hoa Quốc, trong mắt họ đây là hành động nực cười. Có câu nói người không vì mình, trời tru đất diệt. Nếu một người chẳng tiếc cả mạng sống của mình, thì người đó sao có thể có được thế giới. Nhưng lúc này Tiêu Chính Văn lại làm điều này thật. Chương 5209 Tiêu Chính Văn, không ngờ cậu lại quyết tuyệt như vậy, nhưng chỉ cần cậu chịu bỏ cuộc, không kháng cự nữa thì bọn tôi có thể không nhắc lại thù cũ, cho cậu một con đường sống, cậu cũng không cần hy sinh mình cho đám người kia. Cổ Vạn Giới lạnh lùng nói. Mặc dù Tiêu Chính Văn là kẻ thù lớn nhất của họ nhưng Cổ Vạn Giới cũng cảm thấy kính trọng đối thủ như vậy. Tiêu Chính Văn đúng thật đã thiêu đốt thọ nguyên của mình như mọi người nghĩ. Dùng khí vận đế vương để tạo ra diệt thế lôi kiếp. Hơn nữa sau khi diệt thế lôi kiếp giáng xuống, không chỉ đám người Cổ Vạn Giới sẽ bị thương nặng mà ngay cả Tiêu Chính Văn cũng sẽ biến mất trong diệt thế lôi kiếp này. Nói cách khác, lúc này Tiêu Chính Văn đã có quyết tâm sống chết. Cậu Tiêu! Lúc này mọi người ở cả vùng ngoài lãnh thổ đều rưng rưng nước mắt. Với thực lực của Tiêu Chính Văn, nếu muốn chạy thoát thì đám người Cổ Vạn Giới không thể ngăn lại được. Anh hoàn toàn có thể mặc kệ người ở vùng ngoài lãnh thổ, thậm chí có thể bỏ mặc cả Hoa Quốc để bảo vệ mình. Dù Tiêu Chính Văn làm thế thật cũng không ai dị nghị gì, dù sao Tiêu Chính Văn chọn bảo vệ mạng sống khi đối mặt với 7 cao thủ tuyệt đỉnh này cũng là điều bình thường. Đổi thành người khác cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Nhưng Tiêu Chính Văn lại thà hy sinh bản thân cũng muốn chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Nhưng dù Tiêu Chính Văn lấy máu để biểu đạt lòng thành thì thế nào? Cao thủ ở chư thiên thần giới rất nhiều, dù đám người Cổ Vạn Giới đều chết trong diệt thế lôi kiếp thì vẫn còn hàng ngàn, hàng triệu Cổ Vạn Giới khác giết đến. Đến lúc đó cả địa cầu vẫn không thoát khỏi số mệnh bị diệt vong. Lúc này ngay cả người bình thường trong thế tục cũng nhanh chóng tỉnh ngộ, Tiêu Chính Văn không cần phải chiến đấu, thậm chí nếu anh chạy thoát, đám người Cổ Vạn Giới cũng không ngăn được. Nhưng Tiêu Chính Văn lại đứng chắn trước mặt họ, bảo vệ địa cầu. Bảo vệ những người bình thường tay trói gà không chặt bọn họ. Thực lực của Tiêu Chính Văn đã rõ ngay trước mắt, không phải sức chiến đấu của anh không mạnh mà là đối thủ mà anh phải đối mặt là những người có thực lực kinh người. Cộng thêm cơ thể này không thuộc về Tiêu Chính Văn mà là cơ thể của Hạo Thiên. Lúc này anh thậm chí còn đang thiêu đốt mạng sống của mình để dựa vào diệt thế lôi kiếp. Dù có là thần vương đế tuấn năm đó cũng không có can đảm liều mạng như vậy. Càng sẽ không từ bỏ cơ hội chạy thoát của mình vì những người bình thường như họ. Lúc này những nhân vật lớn mạnh từng đi theo thần vương đế tuấn không chiến đấu vì những người bình thường bọn họ mà đang bế quan trong các hang động của mình. Chỉ có một mình Tiêu Chính Văn không tiếc mạng sống đấu với các cao thủ ở chư thiên thần giới vì tinh cầu màu xanh này. Chương 5210 như lời Tử Hoàn nói, anh làm thế đáng sao? Cũng giống như Cổ Vạn Giới nói, nếu bây giờ Tiêu Chính Văn muốn chạy trốn, họ không thể ngăn lại được. Cậu Tiêu, cậu đi đi, sống chết có số, phú quý do trời.
Hôm nay bọn tôi sẽ dừng bước ở mảnh đất này đều là do tự mình chuốc lấy. Không ít người lớn tiếng nói với về hướng bầu trời. Mọi chuyện đúng là cho người đời tự chuốc lấy. Lúc thần vương đế Tuấn chết, không một ai lên tiếng vì thần vương đế Tuấn. Lúc nhà họ Khổng lừa gạt người đời, phản bội mọi người, càng không có ai lên tiếng vì chính nghĩa. Mà bây giờ chính những người mà họ từng coi là thánh nhân lại phản bội tất cả mọi người không có giới hạn, thậm chí còn chủ động dẫn các cao thủ chư thiên thần giới đến tiêu diệt cả thế giới này, họ còn gì để nói. Mặc dù họ đã xác định không thể chạy khỏi số mệnh nhưng Tiêu Chính Văn vẫn còn một cơ hội sống. Cậu Tiêu, cậu đã làm rất nhiều việc cho người dân Hoa Quốc rồi, bây giờ bọn tôi không thể lại yêu cầu cậu phải bỏ ra những gì cho Hoa Quốc khi đối mặt với trận chiến diệt thế nữa. Chúng tôi càng không thể trơ mắt nhìn cậu dùng mạng sống để bảo vệ chúng tôi, hai mắt Tần Vũ Ngân ngấn nước gào lên với bầu trời. Lúc này hầu hết mọi người đều hiểu ra, chỉ cần Tiêu Chính Văn đi khỏi đây, tiếp theo sẽ xảy ra điều gì. Nhưng Tiêu Chính Văn đã đổ máu vì Hoa Quốc, rất nhiều lần cứu Hoa Quốc ra khỏi nguy hiểm, bây giờ cũng không tiếc cả mạng sống. Hàng ngàn năm, dù là Hoàng đế hay Thần Vương Đế Tuấn cũng không có khí phách và tấm lòng như vậy. Nếu cậu đã ngu muội không biết điều như vậy thì bọn tôi tiễn cậu một đoạn. Nói rồi Tử Hoàn ném cuốn trục cổ trong tay vào Tiêu Chính Văn, uy lực vô song ập đến. Cả đoạn đường này, Tiêu Chính Văn gần như đã đuổi giết nhà họ Khổng đến cùng, cho dù là vì trả mối thù biển máu, ông ta cũng sẽ không để cho Tiêu Chính Văn chạy thoát. Tiêu Chính Văn lại bỏ ngoài tai lời khuyên răn của mọi người, lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn diệt thế lôi kiếp đã được ngưng tụ trên bầu trời. Sức mạnh đáng sợ đó như đại dương có thể nhấn chìm xuống bất cứ lúc nào, làm cho cả thế giới, cả tinh cầu màu xanh này biến mất. Ngay khi cuốn trục cổ rơi xuống, Tiêu Chính Văn không tránh đi mà chỉ giơ tay lên, một con thương long màu vàng bay lên trời. Vầng sáng chói lọi tản ra khắp trời, ngay cả bầu trời cũng bị sức mạnh đáng sợ đó làm cho chấn động. Cuốn trục cổ đó lại đập vào đỉnh đầu Tiêu Chính Văn sau khi phá nát hư không. Thương long màu vàng nghênh chiến với cuốn trục cổ đó vô số lần, bùng nổ rất nhiều vầng sáng. Rầm, trên bầu trời, lôi kiếp đang được ngưng tụ. Những đám mây đen vô tận trước đó giờ đã trở thành một vùng màu trắng. Hơi nước trong đám mây đều bốc hơi hết, chỉ còn lại có tia chớp màu trắng, xuyên qua bầu trời. Ngay khi lôi kiếp đan dệt vào nhau, trời đất biến sắc, một vầng sáng màu bạc phá vỡ hư không đánh thẳng vào kết giới màu vàng phía sau Tiêu Chính Văn. Chương 5211 đó chính là một người trong Vạn Kiếm Tông ra tay, nhát kiếm này đủ để phá tan năm tháng tiêu diệt tất cả mọi thứ. Chỉ thấy một thanh niên tóc dài xõa xuống, mặc đồ trắng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, mặc dù đối mặt với diệt thế lôi kiếp nhưng hắn vẫn ra tay với ngoài lãnh thổ và thế tục. Lúc này Tiêu Chính Văn đã không còn sức để bước đến đỡ một đòn của hắn. Nếu một nhát kiếm này phá vỡ kết giới phía sau Tiêu Chính Văn thì ngay lúc diệt thế lôi kiếp rơi xuống, tất cả sinh linh trên cả địa cầu đều sẽ biến mất hoàn toàn. Vũ Vương giúp tôi, Tiêu Chính Văn gắng sức hét lên. Anh không thể để đối phương đạt được mục đích, càng không thể để đòn tấn công của hắn tiêu diệt cả địa cầu. Lúc này người duy nhất có thể giúp anh chỉ có khí vận đế vương của Đại Vũ. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, một bóng người mờ ảo xuất hiện trên bầu trời đỡ một kiếm của diệt thế. Một kiếm của Vạn Kiếm Tông va chạm với bóng người đó, hai người cùng lúc biến thành vô số ánh sáng rơi xuống. Lúc này Tiêu Chính Văn cũng đã hết sức, anh đang đợi diệt thế lôi kiếp rơi xuống. Cũng đang đợi mọi thứ kết thúc. Lúc này trong lòng Tiêu Chính Văn chỉ có cái chết, nhưng lại không có ý định lùi bước, dù có chết chung với đám người Thiên Kiếm Thánh Quân, anh cũng không lùi nửa bước. Ý chí quyết liệt này khiến đám người Thiên Kiếm Thánh Quân cũng ngạc nhiên. Mặc dù họ đã trải qua hàng ngàn năm, từng gặp rất nhiều nhân vật tầm cỡ nhưng trong số những người này, có ai mà không từ bỏ mọi thứ vì bản thân? Lại có ai sẽ từ bỏ cơ hội sống cuối cùng của mình vì những người bình thường đó? Tấm lòng này vĩ đại đến thế nào? Thế nhưng những gì họ nhìn thấy ở Tiêu Chính Văn là khí phách và sự kiên quyết không sợ hãi. Mãi đến lúc này, cổ vạn giới mới để ý vết máu quanh người Tiêu Chính Văn đã khô, tức là anh đã cố gắng hết sức đến giọt máu cuối cùng. Bây giờ thứ chống đỡ cho Tiêu Chính Văn chỉ có một tia ý niệm cuối cùng thôi, còn cơ thể của anh đã bị tiêu tan. Không thể nào, cậu ta đã dùng hết giọt máu cuối cùng,
sao có thể còn sống được, cổ vạn giới không dám tin nhìn Tiêu Chính Văn. Cũng chính câu nói của ông ta khiến mọi người lập tức nhận ra, hóa ra vừa rồi cơ thể của Tiêu Chính Văn đã biến mất, lúc này chỉ có sức mạnh lòng tin còn lại của anh đang gắng gượng chống đỡ anh thôi. Hả, đám người Tử Hoàn hít khí lạnh nhưng nhanh chóng xác minh câu nói của cổ vạn giới từ trên người Tiêu Chính Văn. Dù sao trước đó Tiêu Chính Văn cũng đã đỡ được một đòn hợp sức của 7 người họ. Trước đó còn liên tiếp đánh nhau với 7 người họ. Trận chiến chấn động này dù là bản thể của anh có ở đây thì có thể thế nào, chứ đừng nói Tiêu Chính Văn này chỉ là một phân thân. Chương 5212 dù là các cao thủ trong chư thiên thần giới cũng không thể đỡ được đòn tấn công đáng sợ như vậy. Cậu ta đã thiêu đốt mạng sống, Thiên Kiếm Thánh Quân ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn nói. Đúng lúc này, ngay khi đánh thức diệt thế lôi kiếp, Tiêu Chính Văn đã dâng hiến hết toàn bộ thọ nguyên của mình, hay nói cách khác bây giờ Tiêu Chính Văn là một người chết. Hơn nữa trên người Tiêu Chính Văn đã không còn sinh khí nữa, ngay cả mái tóc dài của anh cũng trở nên sơ xác, không còn suôn mượt. Ánh mắt anh cũng không sâu thẳm như trước, hoàn toàn không có thần sắc. Điều này chỉ có thể chứng minh Tiêu Chính Văn đã tiêu hao hết mọi thứ như cổ vạn giới nói. Tiếng sấm chớp kinh thiên động địa vang lên khắp nơi, cuối cùng diệt thế lôi kiếp cũng nổ. Sức mạnh đáng sợ đủ để hủy diệt một tinh cầu đó khiến người của vùng ngoài lãnh thổ đều biến sắc. Nhiều người đều thầm cầu nguyện, kết giới màu vàng phía sau Tiêu Chính Văn có thể bảo vệ họ. Mọi người trên địa cầu đều chắp tay lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, sấm sét kia đánh xuống. Thế nhưng lúc này Tiêu Chính Văn đã mất hoàn toàn sinh khí, thậm chí tim của anh bỗng ngừng đập. Đám người Tử Hoàn đã cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, ngay khi tim Tiêu Chính Văn ngừng đập, Tử Hoàn bị sốc. Cậu ta thà chết cũng muốn lôi chúng ta chết cùng sao, Tử Hoàn tê cả da đầu nói. Đối mặt với diệt thế lôi kiếp, ngay cả Tử Hoàn cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đó là thiên lôi có thể hủy diệt vạn vật, cũng là sức mạnh thiên địa sơ khai đáng sợ nhất. Cho dù ông ta ở cảnh giới chuẩn thánh cũng không có cách nào chống được diệt thế lôi kiếp. Vậy mà Tiêu Chính Văn lại tự đốt cháy mạng sống của mình chỉ để dẫn dụ lôi kiếp hủy diệt mọi thứ, kéo bọn họ chết cùng. Lúc này, Hắc Bá cũng ngước mắt nhìn lên bầu trời. Ôi thật đáng tiếc cho một thiên tài xuất chúng. Mặc dù chỉ là một phân thân của Tiêu Chính Văn, nhưng phân thân này cũng có sinh mệnh và ý thức, cũng có thể đạt được cảnh giới thánh nhân. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại lựa chọn chết vì vô số người lạ trên thế giới. Trong mắt mọi người, Tiêu Chính Văn giờ phút này cũng không yếu hơn Thủy Hoàng tiền kiếp. Gia tộc nhà họ Tiêu đã bảo vệ Hoa Quốc suốt bao đời nay. Bây giờ, Tiêu Chính Văn lại hy sinh bản thân để chết chung với đám giặc, sao bọn họ có thể không kính trọng được chứ? Anh Tiêu, anh ấy, chẳng lẽ vua Bắc Lương, không, không đâu. Thiên tử và các trưởng lão võ tông đều không khỏi rơi lệ. Tần Vũ khẽ nhắm mắt lại, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng đây là con đường Tiêu Chính Văn lựa chọn. Cũng là con đường duy nhất mà một quân nhân có thể lựa chọn. Chương 5213 thật ra, ngay từ đầu, rất nhiều người đã đoán được kết quả, nhưng dù sao họ cũng chỉ là người bình thường, hoàn toàn không thể đảo ngược được tình thế. Long Vương, dù chúng tôi có chết trận cũng nguyện lòng bảo vệ cho người dân Hoa Quốc. Chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, không bao giờ lùi bước. Một số chủ soái nam chiến khu lần lượt đứng dậy, nói lớn với đôi mắt đỏ ngầu. Ôi, không ngờ cậu ấy lại chết như vậy. Vương Hử nặng nề thở dài, thanh âm vô cùng bi thương. Tuy nhiên, đám người Tử Hoàn vẫn nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ hoài nghi. Họ có thể cảm nhận rõ ràng Tiêu Chính Văn đã không còn nhịp tim, thậm chí anh chỉ là một xác chết, nhưng linh khí xung quanh anh vẫn còn đó. Tinh thần chiến đấu vẫn đang tập trung về phía cơ thể anh. Sao có thể chứ? Hắn rõ ràng đã chết rồi mà. Cổ vạn giới không thể tin vào mắt mình. Cảnh tượng này quá quỷ dị cũng quá đáng sợ. Đó chính là điểm đặc thù của ma đạo, cho dù đã chết, ý chí chiến đấu cũng sẽ không bao giờ phai nhạt, Thiên Kiếm Thánh Quân trầm giọng nói. Chỉ cần tinh thần chiến đấu của Tiêu Chính Văn vẫn còn, thì diệt thế lôi kiếp sẽ không dừng lại, nói cách khác, chính tinh thần chiến đấu này đã dẫn dụ lôi kiếp. Sao một người đã chết mà vẫn có ý chí chiến đấu đáng sợ như vậy? Tiêu Chính Văn đã để họ tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu này. Vậy thì giết hắn một lần nữa đi. Đúng vậy, cùng lắm thì cơ thể của hắn sẽ bị hủy diệt. Tôi không tin hắn không có cơ thể mà vẫn có thể tái chiến.
Đám người Cổ Vạn Giới vừa nói vừa tấn công Tiêu Chính Văn lần nữa. Bùm, năng lượng kiếm ý đáng sợ điên cuồng đánh về phía Tiêu Chính Văn, trên bầu trời, vô số luồng khí tức hủy diệt bao trùm lấy Tiêu Chính Văn. Nhưng điều mà mọi người không bao giờ ngờ tới là khi các đòn tấn công đánh vào Tiêu Chính Văn, tất cả các chiêu thức đều bị đánh trả. Bùm, Thiên Kiếm Thánh Quân bị kiếm ý của mình đả thương, phun ra một ngụm máu lớn, mấy người Cổ Vạn Giới cũng bị lực phản vệ phản công dữ dội. Mọi người nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ hoài nghi. Sao có thể chứ? Không thể như thế được. Rõ ràng Tiêu Chính Văn đã chết, không thể nào đánh trả nguyên vẹn chiêu thức của họ được. Chương 5214 bùm. Đúng lúc này, một luồng sáng sắc bén trên bầu trời đột nhiên giáng xuống đầu mọi người. Ngay sau đó, vô số tia sấm sét như mưa rơi xuống, thậm chí có thể so sánh với lôi hải ở Côn Luân. Phải biết rằng, đây chính là diệt thế lôi kiếp. Mỗi một tia sấm sét đều vô cùng đáng sợ, cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên, một cảnh tượng khiến đám người Thiên Kiếm Thánh Quân không thể tin được đã xảy ra, khi sấm sét giáng xuống, Tiêu Chính Văn lại đột nhiên di chuyển. Mặc dù bước đi của anh rất khó khăn, nhưng anh đã thực sự chuyển động. Sao có thể, không phải hắn đã chết rồi sao? Trên đời này, tuyệt đối không có khả năng có người sống lại từ cõi chết. Không thể nào. Đám người Cổ Vạn Giới nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, lần lượt tung đòn tấn công dữ dội nhất vào Tiêu Chính Văn. Mặc dù mấy người Cổ Vạn Giới phải đối mặt với lôi kiếp, nhưng họ vẫn làm Tiêu Chính Văn bị thương nặng một lần nữa. Tiêu Chính Văn mới đi được hai bước, lại trúng một đòn nặng nề. Dù vậy, cơ thể Tiêu Chính Văn vẫn như ngọn nến trước gió, đầy vết thương nhưng vẫn kiên cường. Anh Tiêu, buông bỏ đi. Giờ phút này... Rất nhiều người ở vùng ngoài lãnh thổ đều hét lớn. Ngay khi mọi người hét lên, một bóng rồng khổng lồ bỗng bay ra từ lồng ngực Tiêu Chính Văn. Mọi người không khỏi ngước nhìn con rồng. Một khí tức rực lửa bùng cháy ở vùng ngoài lãnh thổ, ngay lập tức thiêu đốt vô số khu rừng giới thế tục. Nào đánh tiếp thôi, Tiêu Chính Văn lạnh lùng lên tiếng. Câu nói này đã giải thích thái độ của Tiêu Chính Văn, anh không sợ bất cứ điều gì trên đời. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời. Đám người Tử Hoàn cùng nhau xông lên, tung ra đòn sở trường của mình. Cho dù hắn có tinh thần chiến đấu vô biên, cũng không thể chống đỡ được đòn tấn công liên thủ của chúng ta. Cổ Vạn Giới hét lớn. Giờ phút này, Tiêu Chính Văn không để cho bọn họ công kích như trước, mà chủ động tiếp đón bọn họ. Giết, cùng với từ giết được thốt ra, khí thế của Tiêu Chính Văn đột nhiên thay đổi, sát khí vô biên chuyển hóa thành chiến lực vô tận. Đây là sức mạnh chiến thần chân chính. Là sức mạnh của một chiến thần bất bại. Trong khoảnh khắc, tám bóng người cùng lao vào nhau, sấm sét cuồn cuộn, vô số tia chớp giáng xuống, Tiêu Chính Văn và con rồng vẫn kiên cường tung đòn. Mặc dù đối phương dùng rất nhiều chiêu thức hiểm độc, nhưng hoàn toàn không thể làm Tiêu Chính Văn bị thương. Từng đợt diệt thế lôi kiếp giáng xuống, mọi người dốc sức chiến đấu gần một giờ đồng hồ, cho đến khi đám người Tử Hoàn kiệt sức, cơ thể Tiêu Chính Văn sừng sững như cũ, không có bất kỳ thay đổi nào. Mãi đến bây giờ, mấy người Cổ Vạn Giới mới hơi sợ hãi. Chương 5215 xem ra chúng ta đã đánh giá thấp hắn rồi, Thiên Kiếm Thánh Quân lau vết máu ở khóe miệng, không cam lòng nói. Mặc kệ ông ta có thừa nhận hay không, sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn quả thực đã vượt qua mọi tưởng tượng của bọn họ. Bảy người họ đều bị thương nặng, nhưng Tiêu Chính Văn vẫn có thể kiên trì. Hơn nữa, uy lực của lôi kiếp dường như không hề giảm bớt. Ngược lại càng lúc càng hung ác. Tiêu Chính Văn, kết quả của trận chiến ngày hôm nay đã được định sẵn. Dù cậu mạnh mẽ đến đâu cũng không thể xoay chuyển tình thế, Thiên Kiếm Thánh Quân vẫy tay, tung ra đòn tấn công cuối cùng. Có Tiêu Chính Văn tôi ở đây, các người đừng hòng tiến lên một bước. Cho dù cả chư thiên thần giới hợp lực cùng không thể ngăn cản tôi bảo vệ Hoa Quốc. Giọng nói của Tiêu Chính Văn vang vọng, chấn động khắp nơi. Lúc này anh mới thật sự tung ra con át chủ bài của mình. Lại có thêm hai con rồng đồng thời xuất hiện, đánh bay đám người Cổ Vạn Giới. Cả đám người chết không kịp ngáp. Lúc này, Tiêu Chính Văn mới khuỵu gối, cơ thể của Hạo Thiên sắp không trụ vững được nữa. Một khí tức nhàn nhạt bỗng xuất hiện trước mặt Tiêu Chính Văn khiến anh vô cùng bất ngờ. Người đến lại là Võ Thí Thiên. Một người vốn dĩ kiêu căng ngạo mạn như ông ta, giờ lại quỳ dưới chân Tiêu Chính Văn. Nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng sùng bái. Ông ta cung kính mở lời, cậu Tiêu, trước đây là do tôi ích kỷ, bị lợi ích làm mờ con mắt,
hôm nay tận mắt nhìn thấy cậu vì người dân trên thế giới mà hy sinh cả sinh mệnh, tôi thật sự rất cảm động, chỉ có cậu mới xứng đáng có được trái tim rồng. Võ Thí Thiên vừa nói vừa lấy ra một trái tim rồng đã bị tách làm đôi. Theo như lời ông ta nói, ông ta đã cất giữ nửa trái tim rồng suốt một thời gian dài, gần đây lại có cơ duyên trùng hợp tìm được nửa trái còn lại. Bây giờ, cảm động trước tấm lòng của Tiêu Chính Văn, cũng tự biết mình không có khả năng dung hợp đủ 5 trái tim rồng nên ông ta đến tặng lại trái tim rồng này cho anh. Tiêu Chính Văn cảm ơn rồi bắt đầu dung hợp trái tim rồng thứ tư. Sau khi dung hợp xong, đột nhiên mọi vết thương trên người anh được hồi phục nhanh chóng. Tinh thần thoải mái, sức lực dồi dào. Tuy nhiên, anh cảm nhận được cơ thể của Hạo Thiên không thể chịu đựng được sức mạnh của trái tim rồng. Phân thân của anh chào tạm biệt mọi người rồi bay vút về phía hành lang thời không, đi tìm Tiêu Chính Văn thực thụ. Ở một diễn biến khác, mấy người thiếu cung chủ đã tìm thấy đủ 3 loại tinh hoa, mặc dù không mong muốn nhưng buộc phải giao lại cho mấy người Tiêu Chính Văn. Trong lúc tức giận, 5 người thiếu cung chủ đã gọi Đông Hoàng Thái Nhất ra một góc khuất và cùng xông lên chém chết hắn, giải tỏa nỗi căm hận mấy ngày nay. Đến lúc chết, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không biết nguyên nhân mình chết là gì. Hắn không hiểu tại sao mình dốc sức giúp đỡ các thiên tài ở Chu Thiên Thần Giới nhưng cuối cùng lại bị bọn họ nhẫn tâm chém chết. Hắn hoàn toàn không ngờ được rằng, ông trùm thật sự đứng sau tất cả lại là Tiêu Chính Văn, người mà hắn luôn xem thường. Bây giờ hắn đã hết giá trị lợi dụng nên Tiêu Chính Văn cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa. Sau khi hấp thụ hết 3 loại tinh hoa, thực lực của Tiêu Chính Văn đã đạt đến cảnh giới cao nhất Đại Thánh cấp 9. Đám người Tần Lương Ngọc và Lý Bạch cũng được thừa hưởng theo, thực lực nâng cao ngoài sức tưởng tượng. Chương 5216. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc, cái chết sắp cận kề với mấy người kiếm ma, bây giờ bọn chúng chỉ là những con rối không có giá trị. Tiêu Chính Văn cũng chẳng thương tiếc gì, chỉ một ý nghĩ của anh đã thẳng thừng biến bọn chúng tan thành mây khói. Sau khi giết hết đám người thiếu cung chủ, mấy người họ tiếp tục đi về phía Ma Vương Cốc. Ở đây lại có thu hoạch bất ngờ mà ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không ngờ được. Đương nhiên cũng có mối nguy hiểm rình rập bên cạnh. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, không vào Ma Vương Cốc thì sao có thể lấy được thứ mà Tiêu Chính Văn vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Đoàn người đang tiến về phía Ma Vương Cốc, bỗng nhiên một con quái vật trông khá giống nhện xuất hiện trước mắt, nó lè chiếc lưỡi dài của mình ra để uy hiếp. Con quái vật này vô cùng hung hãn. Nhìn thấy người là mặc sức đánh tới tấp, khiến đám người có thực lực cao như Tần Lương Ngọc cũng bị thương không hề nhẹ. Riêng Tiêu Chính Văn vẫn đứng sừng sững với khuôn mặt không chút sợ hãi. Một ý nghĩ táo bạo chợt xuất hiện trong đầu Tiêu Chính Văn, anh nghĩ con quái vật đáng sợ hung hãn này canh giữ ở đây, chắc chắn bên trong có bảo vật vô giá mà nó cần bảo vệ. Muốn lấy được bảo vật bên trong thì nhất định phải thuần phục được con quái vật này. Nghĩ là làm, Tiêu Chính Văn xoay người. Dùng hết sức lực của mình nhảy vọt lên cao, rồi đáp chân xuống cổ con quái vật hình nhện. Động tác của Tiêu Chính Văn quá nhanh khiến con quái vật không kịp phản ứng, cả người nó gục xuống, nhưng một giây sau đã định thần lại, muốn quật ngã Tiêu Chính Văn. Tuy nhiên, nếu trên lưng nó là người khác thì còn dễ, bây giờ người đang ngồi trên lưng nó là Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương danh tiếng lẫy lừng. Tiêu Chính Văn dùng thanh giáo dài liệt long màu đỏ đâm thẳng một nhát vào chân trước của con quái vật. Khiến nó càng vùng vẫy điên cuồng hơn. Nó muốn phản kháng, muốn chém giết nhưng chẳng thể làm gì được người trên lưng nó. Tiêu Chính Văn cứ thế đâm hết nhát này đến nhát khác vào chân con quái vật. Cùng với sự giãy giụa điên cuồng của nó, những dòng máu đỏ văng tung tóe. Mọi người xung quanh hết sức kinh ngạc, trợn mắt há mồm. Con quái vật này quá mạnh. Nếu cao thủ chuẩn thánh cấp 5 bị thanh giáo dài liệt long màu đỏ đâm nhiều nhát như vậy thì chắc chắn đã chết tức tưởi. Nhưng con quái vật này vẫn còn sức vùng vẫy, chứng tỏ thực lực của nó cực kỳ khủng bố, tương đương với cảnh giới đại thánh cấp 8, cấp 9. Sau nửa giờ đồng hồ giằng co, cuối cùng con quái vật cũng bị sức mạnh khủng khiếp của Tiêu Chính Văn thuần phục. Nó ngoan ngoãn để Tiêu Chính Văn cưỡi trên lưng đi vào trong Ma Vương Cốc dưới ánh mắt hết sức bàng hoàng của tất cả mọi người. Thậm chí mọi người còn chưa kịp nhìn rõ, Tiêu Chính Văn đã đâm bao nhiêu nhát vào người nó. Quái vật cũng có linh tính của mình, nó chỉ bị thuần phục trước những người có thực lực thật sự mạnh hơn nó, kiên cường và có ý chí sắt đá hơn nó. Mọi người ba chân bốn cẳng vội vã theo sau.
Con quái vật cõng Tiêu Chính Văn trên lưng, bước vào Ma Vương Cốc. Không thể không nói nơi này quá mức tráng lệ và hùng vĩ. Không ngờ Ma Vương Cốc lại là một cung điện cổ xưa, được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, chỉ là lâu ngày không có bóng dáng của con người nên xung quanh hơi bụi bặm và mạng nhện răng chi chít. Con quái vật hình nhện gầm lên một tiếng, ngay lập tức có khoảng 100 đồng loại của nó xuất hiện, dọa đám người Lý Bạch sợ hết cả hồn. May mà Tiêu Chính Văn đã thuần phục được nó, nếu không thì không thể tưởng tượng được kết cục của bọn họ sẽ thảm hại đến mức nào. Con quái vật bị Tiêu Chính Văn thuần phục là con đầu đàn của đám quái vật này, thấy nó cung kính với Tiêu Chính Văn như vậy, những con đồng loại khác cũng hết sức dè dặt. Sau một vòng tham quan Ma Vương Cốc, con đầu đàn dẫn đám người Tiêu Chính Văn đến một hang động sâu bên trong cung điện. Chương 5217 nơi này đang chứa đựng thứ đồ mà Tiêu Chính Văn đã đi tìm suốt bấy lâu nay. Không ngờ, trái tim rồng cuối cùng lại xuất hiện ở hành lang thời không. Chẳng trách Tiêu Chính Văn và không biết bao nhiêu người khác đã đi tìm khắp nơi ở giới thế tục mà không hề có tung tích. Hôm nay đúng là ngày thu hoạch lớn của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chậm rãi dung hòa trái tim rồng cuối cùng vào cơ thể. Mất khoảng nửa ngày sau, đôi mắt của anh chợt đỏ ngầu, mọi tế bào trong cơ thể dường như có chuyển biến long trời lở đất. Khoảnh khắc này trên trời bỗng xuất hiện một cơn lốc xoáy khổng lồ, luồng sáng màu vàng chiếu rọi khắp Ma Vương Cốc. Một không gian vô cùng thần bí chợt mở ra trước mắt Tiêu Chính Văn, anh không hề do dự bước vào không gian đó. Mọi người dõi mắt nhìn theo nhưng bị luồng ánh sáng vàng làm chói mắt, hoàn toàn không thể nhìn rõ bên trong không gian thần bí kia là gì. Tiêu Chính Văn ưỡn ngực đi vào, nếu anh đoán không nhầm thì đây chính là di tích long tộc trong truyền thuyết. Xung quanh có rất nhiều xác rồng, không gian trang nghiêm bí ẩn. Trên tường có rất nhiều ký tự cổ đại, có vài bức tường được viết bằng kiểu chữ giống với chữ viết trong Thiên Sơn Thư Lục nên Tiêu Chính Văn nhìn qua đã biết được ý nghĩa. Đại khái những ký tự trên tường kể về thần thoại của những con rồng ở đây. Trong đó có 5 con rồng lớn mạnh và dũng mãnh nhất, sau khi chết đã hóa thành 5 trái tim rồng mà Tiêu Chính Văn đã dung hợp. Chỉ cần dung hợp đủ và đúng thứ tự những trái tim rồng này sẽ mở ra di tích long tộc trong truyền thuyết. Ở đây còn có vô số bí kíp võ thuật và đạo cảnh cổ xưa, ai có thể học được kiến thức trong những cuốn bí kíp này chắc chắn sẽ trở thành nhân vật xuất chúng. Ngoài ra còn có rất nhiều loại đan dược quý hiếm nghìn năm. Đột nhiên Tiêu Chính Văn chú ý đến chiếc bàn tròn đặt ở trung tâm, trên đó có một chiếc hộp. Bên trong nó chắc chắn là thứ mà người đời đồn đại là bí mật long tộc. Ngay cả bản thân Tiêu Chính Văn cũng hơi run rẩy, anh vô cùng tò mò muốn biết bên trong có gì. Con quái vật hình nhện bò tới, mở chiếc hộp ra cho anh, bên trong có một chiếc vảy rồng khá lớn được khắc một dòng chữ, một lòng bảo vệ nhân dân sẽ có được thiên hạ. Hóa ra di tích long tộc mà mọi người luôn tìm kiếm lại chỉ vỏn vẹn trong mấy chữ ngắn ngủi. Nếu đám người ngoài kia mà biết được chắc sẽ tức hộc máu. Tiêu Chính Văn vừa nghĩ vừa cười thầm. Đây vừa hay lại chính là nguyên tắc của một quân nhân như anh, một lòng bảo vệ nhân dân, từ đầu đến cuối chưa từng bỏ cuộc. Bây giờ anh đã có được 5 trái tim rồng, trở thành một chiến thần bất bại thực sự. Không ở lại đây lâu, Tiêu Chính Văn dẫn mọi người mang theo đống bảo vật rời khỏi hành lang thời không. Bằng sức mạnh từ 5 trái tim rồng, anh đã hoàn toàn đánh bại đám người ở chư thiên thần giới. Phong tỏa triệt để lối ra vào ở vùng ngoài vũ trụ và vùng ngoài lãnh thổ. Đám người ở bên ngoài sẽ mãi mãi chỉ còn lại trong ký ức, trả lại sự bình yên cho giới thế tục. Anh sẽ mãi là chiến thần bất bại trong lòng mỗi người dân Hoa Quốc. Sau khi giải quyết xong mọi việc, Tiêu Chính Văn trở về sống vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh cô vợ Khương Vi Nhan xinh đẹp và 2 đứa con kháu khỉnh đáng yêu. Hết chuyện chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn.